Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, Zika Audio xin chào anh Dương nhá, anh ở phố Trần Duy Hưng, Hà Nội. Và sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái đầu giải mã thương hiệu là FX Audio. Vâng, mã là DAC-X6. Vâng, đây là sản phẩm mới bên em bảo hành cho anh Dương 1 năm nhá. Đường này hộp bên em đã để sẵn đây và bên em tí nữa bên em sẽ đóng hộp sau khi test. Vâng, thời đại công nghệ số mà để xử lý dàn karaoke có chất âm hay nhất của tín hiệu đầu vào thì chúng ta phải, thường thường chúng ta có cổng quang đưa từ tín hiệu từ TV xuống theo cái đường mình lấy trên mạng là kênh YouTube ạ. Vâng, để giải quyết được tín hiệu đầu vào bằng cổng quang, mà cổng quang bây giờ lỗi rất là nhiều, bên em có nhập về vào, nói chung là có bán ra thị trường rất nhiều cổng quang, nhưng hiện tại bây giờ cổng quang lỗi rất là nhiều, bên em hồi về cũng khá là số lượng khá là lớn. Thì thế bên em hỗ trợ cho khách hàng và chuyển thể từ cái cổng quang sang cái đầu giải mã. Tuy giá thành nó cao hơn cũng tương đối, nhưng để nó đem lại cái chất âm và cái sự bền bỉ thì rất là tốt. Như đầu giờ, như cái cổng quang thường thường mua là cũng 350-400, có những nơi thì 150-200, để tùy những sản phẩm loại 1 loại 2. Nhưng đầu giải mã thì nó chênh nhau khá là nhiều, nhưng để nói đạt được kết quả tốt và với đồng tiền mình bỏ ra sở hữu được lâu dài thì nó cũng không phải là đắt. Vâng, thì anh Dương anh có phân tích được cái điều đó thì anh mua cho mình cái đầu giải mã đi ạ. Vâng, thì em treo mạng một tí. Vâng, thì trước mặt đây em đang quay cái sản phẩm video về cái đầu giải mã Epic Audio của anh Dương, mã là DAC-X6. Vâng, đây là bên em test trước khi gửi đi ạ. Vâng, anh ở Trần Dương, bên em sẽ ship siêu âm sang cho anh. Vâng, về cái hình thức thì cũng khá là cứng cáp. Vâng, nó chỉ lòng bàn tay thôi ạ, to hơn lòng bàn tay tí. Vâng, nó được xử lý cả tín hiệu bằng đường USB và cả tín hiệu cổng quang. Đây, phía trước thì nó có cái cổng công tắc tắt mở nguồn đấy ạ. Vâng, thì đây nó có cái công tắc 3 cần gạt, cái dưới là cái quay siêu. Cái này hình như mình không dùng, mình chỉ đi đường USB và đường quang optical đấy ạ. Và cái này thì là tai phone, volume của tai phone ạ. Cái này thì mình cũng không quan tâm lắm. Và phía sau đây thì nó có cách kết nối, em đang kết nối với lại cái dây USB ạ. Vâng, dây USB em lấy từ máy tính hoặc là từ đằng sau TV công nghệ mới cũng được. Sau đó là chúng ta chuyển ra bằng dây AV và đưa xuống vang hoặc là đưa xuống âm ly. Vâng, đấy là cái hiệu quả mà cái đầu giải mã mang lại. Và đây là cái dây nguồn. Và tất cả những cái dây này là bên em đính kèm đi theo bộ đầu giải mã các bác nhé. Các bác về chỉ việc kết nối, tìm cách thức kết nối từ sau TV và đưa xuống âm ly hoặc là đưa xuống vang. Thế là các bác tự cách kết nối được. Và dây jack bên em đã tặng kèm hết rồi. Và thời đại công nghệ số thiếu đầu giải mã thì cực kỳ là thiếu sót vì cổng quang. Mua thì rất là rẻ, nhưng để nói lỗi thì khá là nhiều. Các bác đôi khi có những bác mua về 1-2 ngày đã hỏng rồi, mà đổi thì không đổi được. Mà mua thêm thì lại rất là tốn tiền, cứ 1-2 hôm lại hỏng, 1 tuần lại hỏng. Vâng, về cái hiệu quả mà cái đầu giải mã mang lại thì và với cái đồng tiền bỏ ra thì nó đạt hiệu quả quá khá là cao, rất cứng cáp. Và để nó xử lý chất âm đầu vào thì rất là tuyệt vời, nó được xử lý chip 48 bit rất là cao, toàn bộ trong này là chip số hết ạ. Vâng, đưa tín hiệu giải mã từ cái nguồn nhạc bị nén từ trên YouTube xuống, giải mã cho ra cái file lớn nhất, sau đó là đưa tín hiệu đầu vào xuống âm vang hoặc là xuống âm ly cho tín hiệu ra rất là tinh tế. Vâng, có bao nhiêu nhạc cũng tách bạch hết đấy ạ. Vâng, bác nào muốn sở hữu một cái đầu giải mã Epic Audio DAC-X6 này, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Vâng, bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác. Vâng, em chuyển bài tiếp đi ạ. Rồi, chúng ta cùng xem màn trình diễn nhạc của cái đầu giải mã Epic Audio, mã là DAC-X6 ạ, của anh Dương, anh đã là chủ sở hữu.
vâng, để nói so sánh hai chất nhạc, một là chất nhạc không đi ra qua đầu giải mã và một chất nhạc đi qua đầu giải mã, thì bên em cũng làm rất là nhiều video so sánh, thì hai chất nhạc khác nhau hoàn toàn các bác nhé. Vâng, đi qua đầu giải mã nó nâng tiếng lên và xử lý tiếng rất là nhiều, không qua đầu giải mã tiếng rất là bí. Đây là cái như ưu điểm mà chúng ta dùng sử dụng đầu giải mã. Vâng, thì anh Dương nhá, cái hiện tại cái đầu giải mã đây 6 này của anh hoạt động rất tốt. Vâng, sẽ xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng và chuyển sớm sang cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sẽ cùng em chúc anh Dương và gia đình sức khỏe và thành công ạ.